Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì như các bạn biết là mình sắp xếp lại góc nuôi cá để mà mình set up một giàn khay, thêm một giàn khay nữa nè mọi người. Bốn giàn chứ không phải là một giàn. Ở ngoài kia là mình còn ba khay không nữa. Đó, thì mình đã thả những cái khay ở dưới thì mình đã có cá hết rồi. Ha, thả cá con rồi hết rồi. Còn những cái khay ở trên này thì mình để dành mình thả những đàn cá tuyển của mình ở trên đây để mà dễ nhìn, dễ chăm sóc hơn đó mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ thấy bài này, dời cái bài này nè các bạn, dời cái bài này qua cái bài rồng ri bông sẵn rồi, mình sẽ tuyển mình lọc những cái con mái gen ri bông ra luôn ha, lọc tuyển những con mái gen ri bông ra. Giờ mình dự định là mình thả cho nó khay này cho nó đầy đủ ánh sáng nè. Đó, còn nữa nha mọi người, còn nữa nè, mình dời cái đàn này xuống nữa, chắc mình sẽ thả nó ở đây một trong ba cái khay còn lại đó. Mình chờ đàn này để mà mình chà cái này ở dưới này, nó đóng một lớp nhớt nè, ghê quá ha. Mình chà cái này, mình lấy cái này vô mình ươm cá beta con. Thì trước đó thì mời các bạn đồng hành cùng với mình là đi nháy nha, thu hoạch cá con tiếp. Đây giới thiệu với bạn một đàn cá con mới vừa được đẻ hồi sáng. Thì đây là cá mái mẹ nè, mình vớt ra đây cho nó nghỉ ngơi từ sáng tới giờ rồi. Gom được bầy nữa rồi nè các bạn, rồng ri bông, rồng thái ri bông nha. Giờ mình sẽ thả con cá mái mẹ này vô trong đây, thả chung ha, nó khỏe rồi đó, sáng này nó chưa được khỏe, nó còn hơi yếu. Mình lấy cái khay này lấy cái này làm công chuyện nữa đó, lấy cái khay này làm công chuyện tiếp, có cá đẻ tiếp chứ không gì các bạn. Là các bạn thấy ở trong đây thì mình có con cá mái có bụng bự bự căng căng rồi đó, thì mình thấy nó cũng mắc đẻ rồi, gần đẻ rồi đó. Thì mình sẽ đem nó đi đẻ, mình sẽ đem nó đi đẻ nhưng mà không phải là bây giờ. Bây giờ thì mời các bạn đồng hành cùng với mình là chuyển chuyển trước đi, chuyển cái bầy này xuống dưới cái hồ này nha mọi người, chuyển một bầy luôn. Mình lấy lại cái ấy này, bị nhốt đây thì thấy nó cũng hơi chật đó các bạn, thấy nó cũng hơi chật. Bài này rất là đẹp, bài câu này rất là đẹp luôn. Mình lấy mình vệ sinh lại cái khay các bạn, vệ sinh lại cái khay ở trên này đó, hết rồi đó, mình cũng không có đếm là bao nhiêu con ha. Ngon lành, đẹp đẽ, ngon lành cành đạp ha. Đó, mang ngang của tụi nó đặt lại cho nó nè, thả xuống cái chỗ rộng cho nó phát triển các bạn. Nhốt chỗ hơi chật còn con nè, nhốt chỗ hơi chật thì nó hơi dở, bắt mày bắt ốc bỏ xuống nè. Này nó nhớt quá nè, đóng nhớt ở đây một lớp luôn nè, để mình cạo lên cho bạn xem thử, bị cắt móng tay rồi đó các bạn thấy không, lớp nhớt luôn. Đây qua đây, bây giờ thì mình sẽ lọc cái bài này. Mình chưa có xô cái bài này cho các bạn xem bao giờ đúng không, chưa xô cho bạn xem bao giờ đúng không. Bữa nay thì sẵn đây mình sẽ xô luôn bài này, mình cũng chưa có xô side view, chưa có xem side view của tụi nó, mình chỉ thấy nhìn top view là thấy rất là đẹp thôi. Rồng thái ri bông nha, ri bông sắc phin. Rồi nào mọi người, đây ở đây mình sẽ show cho bạn xem trước cái đi rồi tính gì tính nha. Chủ yếu là phè cá trước cái đi rồi tính gì tính, nhìn mép đâu cho nó dễ ta. Đây, wow, ngon lành mọi người ạ. Wow, mấy con trống gen kìa, quá quá tài cái phin, bộ phin. Ồ, được ha. Giờ mình sẽ lấy cái thố mình lọc những cái con mái gen ra, mình lọc mái gen ra ha,
máy gen thì ra BDS đó, ra sắc phim đó các bạn thấy không. Rồi để mình lọc ra cái thố đâu rồi, mượn nhờ cái thố này cái đi, nhờ cái thố này đi, múc một chút nước. Mình giữ trống gen lại luôn nha, giữ trống gen lại, mình không có lựa cái trống gen ra. À, lý do mọi người biết gì sao, để cho trống gen nó gí với máy chung với trống ghi bông luôn. Thường thường ở trống gen nó với máy sẽ hiệu quả hơn, trống ghi bông với máy rất là khó ấy, khó ăn lắm mọi người, phải làm nhiều thao tác để mà đạt hiệu quả của con trống ghi bông. Mặc dù theo lý thuyết thì cái con trống ri bông nó dí máy thì sẽ ra, dí máy nếu mà đậu á thì sẽ ra rất là nhiều tỷ lệ lên ri bông rất là cao, trên 90% luôn. Nhưng mà cái thằng trống ri bông á, các bạn cần phải am hiểu rất là nhiều về cá bể màu các bạn mới ép được, thật sự là vậy. Và nó cũng rất là cực lắm, ai mà không biết là làm không được đâu nha. À, cái bài này của mình có gen sọt nè mọi người, bởi vì đó còn con mấy máy ghe nó thường thường nó bự hơn mấy máy ghi bông rất nhiều, nó ăn mạnh mà đó. Chỉ còn được có mấy máy rất đẹp, 1 2. Ồ, bài này tính ra 1 2 3 4 cặp. À, bài này số lượng ít ra máy ghe nè, máy gen hơi bị nhiều, máy gen hơi bị nhiều, bài này ra lên ri bông ít, trống lên ri bông nhiều, máy lên ri bông ít. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thả tụi nó qua hồ mới. Còn cái hàng mà gen này nè, hàng gen này nè thì để mình xử lý nó sao. Có con máy thấy cưng nữa nè, máy sọt nè, đó chưa, máy cưng nữa nè đó. Thành ra hàng trống gen này bạn thấy không, bộ phim rất là ngon, bộ tia cũng rất là ngon luôn. Do là mình nuôi cái nước hơi thấp cho nên là cái đuôi của nó không được bung, mình đem qua bên cái khay bên đó mình sẽ châm nước đầy lên để mà mình nuôi nó bung hơn. Với lại qua bên đó đó mình lọc bớt mấy máy gen ra rồi nó sẽ rộng hơn thì nuôi con cá nó sẽ bung ha. Rồi đi thả mọi người, thả ha. Có thể nói công việc của ngày hôm nay cũng khá là nhiều, mình còn ấy nữa đó, rộng rãi đủ ánh sáng. Qua hồ mới sống ha. Mấy còn cái hàng này thì mình sẽ thả nó trở về vậy thôi ha, thả nó trở về đây đó. Đó. Rồi tới còn bài này nè, mình sẽ còn lọc một bài này nữa, nhưng mà trước đó thì mình dẫn các bạn đi xem cái bài ri bông này của mình. Rồi không, ê đá mấy con ngựa bể gáy luôn rồi, có sao không, keo rất là mỏng, đi sơ ý đụng là đứt liền mọi người. Đi qua đây xem cái bài này nó đủ điều kiện để mà mình lấy cho. Bài này thì máy nhiều nè, bài này máy lên ri bông rất là nhiều, trống ít. Bài này mọi người tin nổi không, một bài cá mà chỉ có một con trống duy nhất, trước mắt mình thấy thôi, một con trống duy nhất, một bài ra tình trạng máy quá trời luôn nè. Đó, bài này thì cũng tiễn được rồi nè. Thì bài này là máy nhiều hơn trống ha, cũng là rồng thái luôn, rồng thái ri bông.
Thôi chắc mình cũng sẽ tuyển bài này luôn á mà chưa đâu, chưa để tuần nữa đi, tuyển nó lấy lại cái hồ ha. Bài này cần được tuyển này nè, bài này là rồng thái BDS. Đó. Nè, giới thiệu cho mọi người cái bài cá giống của mình, cá cha cá mẹ nó nè. Cá cha hơi bị xịn đó, đừng có giỡn. À, để mình cũng chưa có soi nó, soi coi tụi nó lên top view coi như thế nào, side view như thế nào. Chỉ nuôi ở đây, đang nuôi tụi nó trong cái mực nước khá là cao. Ha, nhưng mà trước mắt thì thấy nó bung thì khá ok nha, đuôi thì bung khá ok. Đó. Rồi. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Thì bây giờ thì phần cuối của video này thì mình dẫn mọi người đi ấy đi ha, chắc thăm bắt một con cá mái nữa đem đi cho nó đẻ chứ không gì. Đâu rồi, hồi nãy mình thấy có con bụng bụng cũng bự lắm, để mình coi coi nè, con này nè bụng khá là bự. Nhưng mà mình nghĩ là nó chưa có đẻ liền đâu, đem ra cầu 5 tới 7 ngày ạ. Rồi. Bắt nó ra đi. Bắt nó ra. Nè, nó nè các bạn. Nó cái con bơi ấy đó. Bắt bên kia ra. Bạn thấy tối ngày nhiều đó thôi chứ cũng không có làm gì. Cá trống rất là đẹp nha, trống hơi bị xịn đó. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.